Kỹ thuật công ty Minofa chúng tôi đang đưa ra một cái quy trình về một loại men vi sinh để xử lý nhớt bạt đáy cho anh chị em mình nhé. Để cái quy trình mà để xử lý nhớt bạt đáy cho anh chị em mình thành công ấy, thì anh chị em mình phải lưu ý là cái vi sinh này chúng tôi đã ủ cùng với một cái trái gọi là trái dứa nhé. Ở trong miền Nam thì anh chị em mình gọi là trái khóm ấy, hoặc là trái thơm. Anh chị em mình sẽ thể dùng cái công thức thì một gói vi sinh ủ này ủ sẽ ủ 30 lít nước nhé. Thì anh chị em mình có thể cho tôi từ 2 cho đến 3 trái dứa, trái khóm, trái thơm này vào. Trong quá trình ủ thì anh chị em mình cho máy sinh tố, anh chị em mình xay nhừ cho tôi nhé, xay nát nhừ ra cho tôi cái trái khóm, trái dứa này để ủ cùng với vi sinh này. Thì anh chị em mình lưu ý cho tôi là công thức là một gói vi sinh 30 lít nước, thì anh chị em mình ủ với lại khoảng 2 đến 3 trái khóm cho tôi. Thì khi ủ trái khóm vào thì sẽ vi sinh sẽ lên men nhanh hơn nhé, và sẽ có tác dụng sau 2 ngày ủ thì vi sinh sẽ xử lý cái đáy, xử lý cái nhớt bạt đáy rất là tốt, anh chị em sẽ tránh được cái nhớt bạt đáy nhé. Hầu như anh chị em mình sẽ nuôi tôm sẽ được cái ao ao nuôi tôm sạch, rất là sạch đáy, hầu như là không có hiện tượng xuất hiện nhớt nữa. Thì anh chị em mình nhớ cái công thức này thì công ty chúng tôi đang sử dụng với một quả dứa đấy, vậy 2 cho đến 3 quả dứa cho 30 lít nước nhé, với một gói vi sinh. Thì anh chị em mình chỉ lưu ý cho tôi như vậy thôi. Trong quá trình ủ thì anh chị em mình chỉ lưu ý cho chúng tôi là xay nhừ dứa với quả xay nhừ quả dứa bằng máy sinh tố nhé, để tạo ra được cái bột dung dịch dứa và ủ cùng với men vi sinh Binacto. Thì đây là một cái dòng vi sinh mà chúng tôi đã ủ thành công và đã giúp cho nhiều cái farm nuôi, cho nhiều trại nuôi mà anh chị em mình nuôi mà đáy bạt mà chống được nhất đáy nhá, mà chi phí lại phải chăng rất là rẻ tiền. Thì anh chị em mình chỉ lưu ý cho tôi như vậy thôi. Thì anh chị em mình lưu ý là sau khi mà đã trộn được cái dung dịch giữa quả dứa nghiền và vi sinh xong thì anh chị em mình phải tiến hành nhá, tiến hành làm sao để bịt kín được cái đầu của vi sinh này lại, bịt kín lại cho chúng tôi. Thì anh chị em mình dùng túi ni lông này, dùng những cái túi ni lông này anh chị em mình bịt kín đầu lại cho tôi nhé. Thì bịt kín xong rồi anh chị em mình chịu khó ủ cho tôi trong vòng 2 ngày khoảng 48 tiếng thì anh chị em mình mang ra để xử lý đáy nhé. Thì ở đây thì anh chị em mình thành một cái dung dịch thì anh chị em mình có thể dùng để xử lý đáy trong ao tôm. Thì cái đáy này khi anh chị em mình xử lý bằng men vi sinh ủ mà với quả dứa như thế này thì anh chị em mình sẽ được một cái vi sinh mà chống được nhất bật đáy. Khi anh chị em mình chống được nhất bật đáy rồi thì đáy ao tôm nhà mình lúc nào cũng sạch như mới và tôm sẽ thoát được cái mắc cái bệnh về đường ruột do đáy gây lên nhé. Anh chị em mình lưu ý cho chúng tôi nhé, đây là Binacto này, Binacto anh chị em mình quan sát nhé. Thì đây là chúng tôi sẽ giúp anh chị em mình ủ cùng với một vài trái dứa để tạo ra một cái dung dịch để tránh cho anh chị em mình chi phí nhiều tiền vào vi sinh mà lại được một cái dung dịch vi sinh hiệu quả nhé. Anh chị em mình hãy có nhu cầu về cái dòng vi sinh này hãy liên hệ với công ty chúng tôi nhé, theo số điện thoại trên màn hình, và chúng tôi xin ship hàng toàn quốc nhé để phục vụ anh chị em mình. Và anh chị em mình lưu ý cho chúng tôi là cái vi sinh này phải ủ cho chúng tôi là khoảng 2 ngày nhé, và chúng tôi sẽ ship hàng toàn quốc để phục vụ anh chị em mình. Anh chị em mình có nhu cầu hãy liên hệ theo số điện thoại trên màn hình nhé, và chúng tôi sẽ ship hàng toàn quốc để phục vụ anh chị em mình. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị em trong những video lần sau nhé. Rất mong anh chị em ủng hộ để công ty chúng tôi cùng đồng hành cùng anh chị em mình. Xin cảm ơn anh em nhé.